Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 trên địa bàn huyện Sơn Động trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 đã xảy ra mưa lớn, nước ở các sông suối dâng cao gây chia cắt một số xã, đồng thời gây thiệt hại một số tuyến đường ngầm và nhiều diện tích lúa hoa màu. Dù không có thiệt hại về người, song đợt mưa lũ đã khiến cho 30 hộ dân thuộc tổ dân phố Đình và tổ dân phố 1 thuộc thị trấn An Châu bị nước ngập vào nhà. Trong đó buộc phải di rời 20 hộ dân và di rời tài sản của 10 hộ dân còn lại đến nơi ở an toàn. Về thiệt hại hoa màu, toàn huyện có trên 7 hectare ngô bị ngập, gãy đổ và có nguy cơ mất trắng. Trên 8 hectare hoa màu, lúa bị ngập úng tại các xã Cẩm Đàn, Vĩnh An, Yên Định và thị trấn An Châu. Về giao thông thủy lợi, có 17 thôn của các xã bị chia cắt. Ngoài ra có 2 vị trí đường của thôn Nà Trắng, xã An Lạc bị sạt lở và 10 ngầm của các xã An Lạc, Tuấn Đạo, Long Sơn bị sạt lở. Thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng, chủ yếu là từ các công trình giao thông.